Đầu tiên mình khai thác cái giả thiết trước này. Nào, bây giờ mình có này, đã có này, 16 ABC cộng với 4 lần AB cộng BC cộng CA này bằng này. A cộng B cộng C này. Cái này bạn chia hai vế cho ABC nha. Chia hai vế cho ABC thì cái này nó bằng 16 này cộng với 4 lần AB mà chia cho ABC nó bằng 1/C. BC chia cho ABC nó bằng 1/A. CA chia cho ABC nó bằng 1/B. À, cái này bằng này 81/ABC cộng với 24 này. A mà chia cho ABC nó bằng 1/BC. B chia cho ABC nó bằng 1/AC. Còn C chia cho ABC nó bằng 1/AB. Bây giờ bạn sẽ đưa về cái, bạn đưa cái 81/ABC và cái 1/BC cộng 1/AC cộng 1/AB. Bạn đưa về cái 1/A cộng 1/B cộng 1/C. Bạn đưa bằng cách nào? Đây bạn áp dụng cái, áp dụng cái bát động thức này. Ở đây bạn áp dụng cái bát động thức Cauchy cho ba số này. Bạn có này, x cộng y cộng z trên 3 nó lớn bằng căn bậc 3 của x, y, z. Hay này, x cộng y cộng z trên 3 tất cả bậc 3 và bậc 3 hai vế nhỉ, lớn, nó bằng gì, x, y, z. Này mà tương ứng với nó nhón bằng x cộng y cộng z trên 3 tất cả 3, có viết này là đúng chiều nhá. Ta có này, 1/ABC thì nó chính là bằng 1/A nhân 1/B nhân 1/C. Này, bạn áp dụng cái này và nó cùng lại nha. Bạn coi như 1/A là x, 1/B là y, 1/C là z, thì mình có 1/A nhân 1/B nhân 1/C nó nhỏ nó bằng là 1/A cộng 1/B cộng 1/C trên 3 tất cả 3, đúng không nhỉ? Nó nhỏ bằng 1/27 của 1/A cộng 1/B cộng 1/C tất cả 3. Rồi, còn cái thứ hai này, 1/BC cộng 1/AC cộng 1/AB này, bạn đưa về 1/A cộng 1/B cộng 1/C bằng cách bạn áp dụng các bạn thức sau này. Tiếp theo bạn áp dụng cái này này. Bạn có là, bạn có này, xy cộng yz cộng với zx nó nhỏ bằng x cộng y cộng z tất cả bình mà trên 3. Ở đây bạn có này, 1/AB cộng 1/BC cộng 1/CA này, nó chính là bằng 1/A nhân 1/B cộng 1/B nhân 1/C cộng 1/C nhân 1/A. Bạn coi 1/A bằng x, 1/B y, 1/C bằng z thì nó nhỏ bằng gì nhỉ? Nó nhỏ bằng 1/A cộng 1/B cộng 1/C tất cả bình trên 3. Hay này, tức là nó nhỏ bằng gì đây? 1/3 của 1/A cộng 1/B cộng 1/C tất cả bình. Rồi từ đây bạn có này, nào từ cái sao này, từ sao bạn suy ra này, từ sao bạn suy ra này, 16 cộng 1 cộng 4, 16 nhân 4 cộng 1/A cộng 1/B 1/C nó nhỏ nó bằng 1/ABC thì bạn thay bằng cái đây, 1/27 nhỏ nó bằng 1/27 của 1/A cộng 1/B cộng 1/C tất cả 3, đúng không? Ở đây bạn có này, đó chính là bằng là 81 nhân với 1/27 của 1/A cộng 1/B cộng 1/C tất cả 3. Rồi cộng với này, cái 24 nhân 1/BC cộng 1/AC cộng 1/AB thì bạn thay bằng cái đây, bạn thay bằng cái nhỏ bằng 1/3 cái này này. Rồi nó sẽ cộng với gì nào, 24 nó sẽ cộng với lại 24 nhân với gì đây, 1/3 của 1/A cộng 1/B cộng 1/C tất cả bình, đúng không?
Nào nó bằng gì nào? Từ đây bạn suy ra được này. Nếu như bạn đặt cái này có đặt nha, bạn đặt để cho được phải viết lại này. Đặt là 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C và đặt bằng T đi. Nào bạn sẽ ra được này. Cái này tương ứng với này, 16 cộng 4T nó nhỏ nó bằng là 3T mũ 3 cộng với 8T bình, đúng không? 24 bằng 8. Này tương ứng với là 8 tương đương với là 3T mũ 3 cộng với 8T bình trừ đi 4T trừ 16 lớn bằng 0. Này bạn dùng Casio bạn bấm được là cái này nó là bằng 3T trừ 4. Một cái tam thức bậc 2 cái này lớn bằng 0. Và cái tam thức bậc 2 này này nó là lớn 0 với T lớn 0 rồi đúng không? Chú ý là ABC đây là dương đúng không? Từ đây bạn suy ra được điều gì nào? Từ đây bạn suy ra được là 3T trừ 4 lớn bằng 0 là T của bạn lớn bằng 4 phần 3. Rồi. Cái này tương đương với là 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C lớn bằng 4 phần 3. Đây là cái mấu chốt để giải cái bài toán này này. Đây. Tức là bây giờ bài toán của các bạn quy về là tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức quy với là 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C lớn bằng 4 phần 3 đúng không nhỉ? Bây giờ ta biến đổi biểu thức quy một chút này. Quy của ta này. Và biểu thức quy bạn biến đổi một chút này, bạn nhân liên hợp với lại là chỗ này bạn chú ý là nó A nó sẽ lớn hơn là căn của A bình trừ 1 nha. Cho nên bạn nhân liên hợp với A trừ căn của A bình trừ 1. Cho nên biểu thức quy của bạn bây giờ nó bằng là A trừ căn của A bình trừ 1 trên A cộng với B trừ căn của B bình trừ 1 trên B cộng với C trừ căn của C bình trừ 1 trên C. Nào bạn chia tử cho mẫu lên nó bằng 1 này. B trừ B cộng bằng 1, C C bằng 1, trên là 1 cộng 1 cộng 1 đúng không? Đó, trừ đi. Nào. Căn của A bình trừ 1 trên A cộng căn của B bình trừ 1 trên B cộng căn của C bình trừ 1 trên C. Nào. Bạn cần cái này là lớn hoặc bằng. Bây giờ bạn đặt cái này bằng P đi thì bạn cần P nhỏ hoặc bằng. Nào. Bây giờ P của tôi nó bằng gì mà? Bây giờ tôi sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của P nhé. P của tôi là bằng căn của A bình trừ 1 trên A cộng với căn của B bình trừ 1 trên B cộng với căn của C bình trừ 1 trên C. Và với cái điều kiện là nhớ là 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C nó lớn bằng 4 phần 3. Đúng nhỉ? Thế bây giờ nào? Mình cần cái chiều nhọn hoặc bằng đúng không? Đây mình cần cái chiều nhọn hoặc bằng đây này. Này có tôi nhấn vừa dùng đến Bunia này, bạn có P bình này, P bình của các bạn này nó là nhỏ nó bằng 1 bình cộng 1 bình cộng 1 bình nhân với này, cái này bình phương nó bằng A bình trừ 1 trên A trên A bình đấy, còn cái này nó là B bình trừ 1 trên B bình cộng với C bình trừ 1 trên C bình, nó nhỏ bằng 3 này. Cái này bạn cùng chia tử cho mẫu, nó chính là bằng 3 A bình nhân A bình bằng 1, B bình nhân B bình bằng 1, C bình bằng 1 trừ đi 1 trên A bình cộng 1 trên B bình cộng 1 trên C bình. Nào đến đây ta có này. Đến đây ta có nhỉ. Đây này. Đây này. Nào đến đây ta có cái gì nào. Để làm tiếp xong bên đây nha. B này. 1 trên A bình cộng 1 trên B bình cộng 1 trên C bình nó lớn bằng 1 phần 3 của 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C tất cả bình. Cái này là bạn nhớ là bạn áp dụng cái là X bình cộng Y bình cộng Z bình trong hệ trên ấy. Nó lớn bằng là gì nhỉ? X cộng Y cộng Z 1 phần 3 của X cộng Y cộng Z tất cả bình ấy. X là 1 trên A, Y là 1 trên B, Z là 1 trên C. Đây bạn áp dụng cái bắt định thức này này. Rồi. Thì bạn suy ra được là 1 trên A bình cộng 1 trên B bình cộng 1 trên C bình nó sẽ lớn bằng 1 phần 3 của này. Bạn chứng minh được là 1 trên A. Đây. Lớn hơn 1 phần 3 rồi. Đây, rồi.
Thế đây bạn suy ra nó sẽ lớn nó bằng 1 phần 3 của 4 phần 3 tất cả vì. Thì nó sẽ lớn bằng 1 phần 3 nhân với lại 16 phần 3. À 16 phần 9, 1 phần 3 nhân 16 phần 9 tức là bằng 16 phần 27. Bạn thay vào đây, bạn suy ra được này. P của các bạn, P bình của các bạn sẽ nhỏ vào bằng 3 này. 3 trừ đi 16 phần 27. Và nó bằng 3 nhân này. 27 nhân 3 là 81 trừ đi 16 là bằng 65 phần 27. Và rút gọn cho bài này, nó bằng 65 phần 9. Rồi. P bình của các bạn này nó nhón bằng 65 phần 9. Thì bạn suy ra được P các bạn nó sẽ nhón bằng căn của 65 phần 3. Đó nha, lấy căn hai vế đi. Nào bạn thay vào này, bạn sẽ quy ra quy của các bạn này. Quy của các bạn này. Thì các bạn sẽ ra quy của bạn sẽ lớn hơn hoặc bằng cái gì nhỉ? 1 cộng 1 cộng 2, 1 cộng 1 cộng 1 nó là bằng 3 trừ đi căn của 65 phần 9. Này bạn quy đầu này nó bằng 27 trừ đi căn 65 phần 9. Quy lớn bằng 27 trừ căn 65 phần 9, vậy thì quy min nó chính bằng là 27 trừ đi căn 65 phần 9. Và do bằng xảy ra này. Khi và trừ khi nào đây? Khi và chỉ khi là bạn có 1 trên A cộng 1 trên B cộng 1 trên C 4 phần 3 đúng không? Cái này nhớ là vai trò của ABC như nhau nhé. Có 1 phần A cộng 1 phần B bằng 1 phần C, nó bằng 4 phần 3 cho 3, tức là bằng 4 phần 9. Vậy thì A nó sẽ bằng B bằng C, bạn định đảo lên nó bằng 9 phần 4. Vậy đáp số cuối cùng của tôi là quy min bằng 27 trừ căn 65 phần 9 này. 27 trừ căn 65 phần 9 này. Đây là số này là số 9 nha. Để cho rõ lại này. 27 trừ đi căn 65 phần 9. Và khi mà chỉ khi là A bằng B bằng C bằng 9 phần 4. Thế này để giải được bài này này. Bạn đấy, áp dụng một số các phát động thức quen thuộc cho ba số. Đây, đây là một. Bạn giống như kiểu bạn dùng dồn biến ấy. Bạn đưa được về này. Cái quan trọng nhất chìa khóa của bài này là bạn chứng minh được đây này. 1 trên A cộng 1 trên C, B cộng 1 trên C lớn bằng 4 phần 3.